Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube mang tên Bonsai Channel. Anh chị nào đang theo dõi thường xuyên kênh này giúp tôi là đăng ký kênh và chia sẻ video nhé. Hôm nay tôi đang đứng ở tại sân vận động huyện Phúc Thọ, Hà Nội trong một chuỗi các video liên quan đến cái triển lãm sinh vật cảnh lần thứ hai tổ chức tại huyện Phúc Thọ. Ở những cái bối cảnh này, các anh chị biết là có rất nhiều những cái tay săn ảnh, rồi những cái đoạn video của rất nhiều các kênh chia sẻ khác nhau. Tôi chắc chắn một điều là anh chị đã xem ai đó chia sẻ rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chia sẻ lại cho các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái niềm đam mê, đúng không? Nó là niềm đam mê của tôi và cũng giống như anh chị thôi. Và tôi muốn lưu giữ nó lại ở trên kênh này, và nỡ đâu đến một ngày nào đó thì các anh chị lại thích tìm kiếm nó cho nó dễ dàng hơn, đúng không ạ? Tôi phải nói với các anh chị, bạn biết là tôi đứng ở vị trí này nó hơi gần, nhưng tôi muốn quay lại, lùi lại phía bên sau để cho là gì, để cho nó chúng ta sẽ nhìn được tổng thể của cây này hơn. Chắc chắn là anh chị đã nhìn thấy tổng thể nó rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn quay lại cho anh chị xem, đúng không? Muốn quay lại cho anh chị xem thôi. Tôi lùi lại đến thời điểm này là thời điểm khoảng hơn 2 mét. Thì các bạn đã thấy cái bối cảnh toàn cục bộ cả cái bệ cây, đúng không? Cả chậu cây. Đó là cái tác phẩm cây xanh nằm trên một tảng đá, phiến đá, một bệ đá và nằm trên một cái khay, có khay là khay xi măng. Rồi tôi sẽ tiếp cận gần hơn một chút nữa để cho các anh chị xem. Các anh chị còn chẳng lạ gì Hồ Gươm, đúng không? Không lạ gì một cái Hồ Gươm cả. Một Hồ Gươm của Hà Nội, nó đi vào lịch sử, nó đi vào những cái tiềm thức của người dân của Việt Nam, đúng không ạ? Những mỗi con người Việt Nam sinh ra, lớn lên đều có biết một cái sự tích của Hồ Gươm, đúng không ạ? Nó được gắn liền với lịch sử, gắn liền với những cái giá trị về mặt tâm linh, về mặt giá trị về mặt tinh thần cho con người Việt Nam. Và rất nhiều đời vừa qua, thế hệ vừa qua đã biết đến Hồ Gươm. Thì hôm nay thì tác phẩm này nó lại tái hiện lại một cái thứ, một cái nó rất gần gũi với con người Việt Nam, đúng không ạ các bạn? Trước mắt các bạn nhìn thấy là gì? Là một cái tháp rùa, đúng không ạ? Tháp rùa. Ở đây thì chúng ta không nhìn thấy rùa mà nhìn thấy hai cụ đánh cờ trong này. Tháp rùa, đúng không ạ? Tháp rùa. Ở dưới là gì? Ở dưới là bãi cỏ. Xung quanh là nước, đương nhiên là hồ rồi.